đà đàn khóc giờ Olympic 2024 kết thúc một triều đại. Truyền nhân của Magenfeld gây náo loạn. Kỷ ngư Trung Quốc tạo kỳ tích, phá kỷ lục thế giới đầu tiên ở Olympic Paris 2024. Cung thủ Ánh Nguyệt và Quốc Phong bấp bênh lịch đấu do thời tiết không thuận lợi. Điểm nhấn Trình Thu Vinh và tiềm năng của bắn súng Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với những tin tức tổng hợp về Thế vận hội mùa hè Olympic 2024 của chúng tôi. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Rafael Nadal và Carlos Alcaraz thất bại ở tứ kết nội dung đôi nam Olympic Paris 2024, qua đó khẳng định một triều đại đã kết thúc. Một tay đặt lên vai Carlos Alcaraz, Rafael Nadal động viên và an ủi người đồng đội, cũng như an ủi chính mình. Trên sân Philippe Chatrier, sân trung tâm của Roland Garros, Rafa Nadal và Carlos Alcaraz vốn quen với chiến thắng nhưng vừa cùng nhau nhận thất bại. Một trong hai người chính thức rời Olympic Paris 2024. Nếu bạn ăn mừng với tư cách một đội, tại sao không khóc với tư cách một đội? Sau khi gục ngã trước cặp đôi người Mỹ, Austin Krajicek và Rajesh Ram ở tứ kết Thế vận hội, cả hai đã ôm nhau. Cái ôm khép lại một thời đại. Hai thế hệ ngôi sao quần vợt Tây Ban Nha thua 0-2 trong 1 giờ và 38 phút. Ở tuổi 38, Nadal bỏ lại sự nghiệp Olympic của mình. Sẽ không còn một làng Thế vận hội nào khác, cuộc diễu hành khác, cũng như những trận chiến mùa hè khác trong sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Đó là lời chia tay lớn đầu tiên đối với nhà vô địch 22 danh hiệu Grand Slam, người đang phân vân liệu có nên kéo dài sự nghiệp của mình hay không, miễn là cơ thể cho phép. Không còn những trận đấu đỉnh cao, sau buổi khiêu vũ cuối cùng về mặt cá nhân với Novak Djokovic, màn khiêu vũ đồng đội cuối cùng khép lại cùng Alcaraz, người thừa kế của chính anh. Trong trận tứ kết nội dung đồng đội môn quần vợt Olympic Paris 2024, Nadal và Alcaraz nhanh chóng phát hiện ra phía trước họ là bức tường khổng lồ. Krajicek và Ram dâng cao, tấn công gần lưới với sức mạnh vượt trội khiến Nadal và Alcaraz phải ngạc nhiên. Bộ đôi người Mỹ, hạt giống số 4 là bức tường thành, xử lý mọi thứ rất nhanh, đồng bộ. Rất khó để tìm ra những khoảng trống của sự kết hợp hoàn hảo giữa Krajicek và Ram. Họ làm chủ mọi khu vực trên sân, kiểm soát không gian và thống trị trận đấu. Sự khác biệt được thể hiện rõ khi những tay vợt Mỹ di chuyển nhiều và hợp lý. Họ thuộc lòng các động tác của mình, phối hợp rất ăn ý. Đây là điều mà cặp đôi Nadal-Alcaraz, những người có ít thời gian bên nhau không thể bắt chước. Set đầu tiên kết thúc với kết quả 6-2 nghiêng về Krajicek và Ram. Những người biết cách đặt cơ thể và vợt ở đâu, biết nên làm thế nào để chống lại những cú đánh từ phía bên kia sân. Nadal đặt mục tiêu tạo bước ngoặt khi bước vào set 2 khi ra bóng. Nhưng sự cân bằng không kéo dài lâu. Đối thủ của họ tấn công vào khoảng trống với tốc độ rất cao, khiến Alcaraz mắc phải một số sai lầm. Trước khi đến Olympic, Nadal và Alcaraz mới chỉ đánh đôi cùng nhau 6 trận, vì thế cả hai hầu như phải chịu những cú đánh mạnh mẽ của đối thủ. Lượng oxy cạn kiệt sớm hơn so với dự kiến. Trong một số pha bóng mà Nadal, nỗ lực của một cựu binh và tâm lý chiến thắng 14 Roland Garros để gây áp lực cho đối phương, thì Alcaraz lại có phần do dự nên xử lý bóng không hiệu quả. Vấn đề của Alcaraz không quá khó hiểu, anh có một ngày chạy marathon. Buổi sáng, nhà vô địch Wimbledon có trận đấu đơn nam kéo dài 1 giờ 30 phút với Roman Safiulin, 6-4 và 6-2. Nadal khẳng định, đối với anh, một giai đoạn đã kết thúc. Từ Athens đến Paris, con đường Olympic của anh khép lại tại thủ đô nước Pháp, cũng với nội dung đánh đôi. Tròn 2 thập kỷ trước, anh bắt đầu hành trình Thế vận hội khi đánh cặp với Carlos Moya. Kỷ ngư Leon Machen người Pháp, truyền nhân của Magenfeld đã khuấy động thế giới bơi lội và trước đám đông quê nhà. Anh đã giành được 3 huy chương vàng Olympic Paris 2024, gồm 2 ngôi vô địch chỉ trong một đêm. Magenfeld là một trong những cái tên lớn phản ứng kinh ngạc với cú đúp Olympic Paris 2024 tuyệt đẹp của Leon Machen vào đêm cuối cùng của tháng 7. Tay bơi người Pháp này đã giành chiến thắng ở nội dung bơi bướm 200m nam trước khi trở lại hồ bơi và giành huy chương vàng ở nội dung bơi ếch 200m nam để khép lại một buổi tối bơi lội phi thường. Machen bắt đầu chiến dịch Olympic Paris 2024 của mình bằng việc đánh bại các đối thủ ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân, nơi anh giành huy chương vàng. Nhanh hơn gần 6 giây so với Tomoyuki Matsushita của Nhật Bản giành huy chương bạc. Machen có nhiều cơ hội lên ngôi vô địch thứ tư trong trận chung kết hỗn hợp 200m vào ngày 2 tháng 8. Huyền thoại người Mỹ Magenfeld là một trong những người ca ngợi Leon Machen sau khi vận động viên người Pháp này trở thành tay bơi đầu tiên giành được 2 huy chương vàng Olympic cá nhân trong một đêm kể từ năm 1976.
Chưa từng có ai chiến thắng ở nội dung 200m bơi bướm và bơi ếch nam cho đến khi Marchand giành được thành tích này dưới sự chứng kiến của đám đông người hâm mộ cuồng nhiệt tại La Défense Arena. Ngay cả Phèo cũng không làm được. Ngôi sao của Olympic Paris 2024 đã thể hiện đúng lúc cần thiết nhất để khắc tên mình vào sách lịch sử và đảm bảo tên mình sẽ mãi mãi được nhắc đến cùng với những huyền thoại của môn thể thao này. Marchand đã có màn trình diễn ấn tượng ở 50m cuối cùng để bắt kịp và vượt qua Krzysztof Malik của Hungary để giành vinh quang ở nội dung 200m bơi bướm trước khi trở lại chỉ sau chưa đầy 2 giờ để thống trị nội dung chung kết 200m bơi ếch. Phelps chia sẻ, đó có lẽ là cú đúp vĩ đại nhất mà anh từng chứng kiến trong lịch sử môn thể thao này. Để có thể bơi được 1 phút 52 và 2 phút 05, rõ ràng là phi thường. Thành tích này của Marchand ở đấu trường Olympic Paris 2024 sẽ tồn tại trong một thời gian dài và gây ra rất nhiều tiếng vang. Người hâm mộ đang hy vọng Marchand có thể sánh ngang với 23 huy chương vàng mà Phelps đã giành được trong suốt sự nghiệp của mình sau một số khởi đầu vang dội. Đáng chú ý, Marchand được huấn luyện bởi Bob Bowman, cựu cố vấn của Phelps, 3 lần vào chung kết Olympic trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình. Truyền nhân của Michael Phelps là một trong những cái tên quen thuộc trong tương lai của làng bơi lội và gây được tiếng vang lớn với thành tích của mình. Chàng trai 22 tuổi đã trở thành một trong những ngôi sao lớn của Olympic Paris 2024 sau khi giành được 3 huy chương vàng ở nhiều nội dung thi đấu tại hồ bơi. Ngoài việc đánh bại đối thủ của mình, Marchand còn lập kỷ lục Olympic mới, trước đó thuộc về Michael Phelps và chỉ kém kỷ lục thế giới của chính mình nửa giây ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân. 2 huy chương vàng sau đó trong cùng một ngày, 200m bơi bướm và 200m bơi ếch đồng thời phá vỡ cả 2 kỷ lục Olympic. Marchand sinh ra tại Toulouse trong một gia đình có nhiều vận động viên Olympic khi cả cha mẹ và chú của anh đều tham gia Thế vận hội, tất cả đều ở bộ môn bơi lội. Cha của anh Javier cũng là một vận động viên đạt huy chương thế giới ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân. Đương nhiên, Marchand bắt đầu bơi từ khi còn nhỏ và từng có vài năm tạm ngưng. Cuối cùng anh đã nhanh chóng nhận ra rằng định mệnh của mình là trong hồ bơi. Không thực sự nổi tiếng khi còn là tay bơi trẻ, Marchand tự giới thiệu mình với thế giới tại Olympic Tokyo 3 năm trước. Tại đó, anh đã tham gia 3 nội dung cá nhân và 1 nội dung tiếp sức, với thành tích tốt nhất là vị trí thứ 6 hỗn hợp cá nhân 400m. Marchand thực sự bước vào ánh hào quang và trở thành siêu sao bơi lội thực thụ tại giải vô địch bơi lội thế giới năm 2024 ở Budapest. Anh đã giành được 3 huy chương, 2 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, lập kỷ lục vô địch ở nội dung 400m hỗn hợp và khắc tên mình vào sách lịch sử nước Pháp với kỷ lục quốc gia ở cả 3 nội dung anh giành huy chương. Thành tích lớn gần đây nhất của Marchand là tại giải vô địch thế giới năm ngoái, nơi anh giành được 3 huy chương vàng, được trao giải MVP và đạt kỷ lục thế giới lớn ở nội dung hỗn hợp 400m, xóa bỏ kỷ lục của Phelps năm 2008, và thời điểm đó chính là kỷ lục thế giới bơi lội lâu đời nhất còn tồn tại. Sau Thế vận hội Olympic 2021, Marchand đã thực hiện chuyến đi sang bên kia bờ Đại Tây Dương để học và bơi tại Đại học bang Arizona dưới sự hướng dẫn của Bob Bowman, người đã phát hiện và huấn luyện Phelps trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình để chuẩn bị cho Olympic Paris 2024 trên sân nhà. Dưới sự hướng dẫn của Bowman, Marchand đã thành công, ban đầu thống trị giải đấu của các trường đại học Mỹ và sau đó là các cuộc thi quốc tế lớn. Đương nhiên, sự so sánh giữa Marchand và Phelps xuất hiện chủ yếu do sự thống trị tuyệt đối mà cả hai đều thể hiện trong hồ bơi với cùng một nội dung và cùng có Bowman làm huấn luyện. Khi Marchand phá kỷ lục 400m hỗn hợp của Phelps, vận động viên người Mỹ đã xuất hiện và là một trong những người đầu tiên chúc mừng thành tích của anh. Giống như Phelps, tay bơi người Pháp đạt phong độ tốt nhất khi bơi hỗn hợp và kiểu bơi mạnh nhất của anh cũng là bơi bướm. Theo Bowman, hai cá nhân cực kỳ tài năng này có tính cách rất khác nhau, nhưng khi nói đến việc đua xe và luyện tập, ông thấy họ giống nhau. Ông đang chờ thành công tiếp theo của học trò ở Olympic Paris 2024. Kinh ngư 19 tuổi của Trung Quốc, Pan Zhanli gây sốt khi phá kỷ lục thế giới ở nội dung bơi tự do 100m nam tại Olympic Paris 2024. Anh cũng trở thành người châu Á đầu tiên giành huy chương vàng Olympic ở nội dung này sau 92 năm. Ở chung kết nội dung bơi tự do 100m nam tại Olympic Paris 2024 vào rạng sáng nay, Pan Zhanli đã tạo kỳ tích khi về đích đầu tiên chỉ sau 46,40 giây, qua đó phá vỡ kỷ lục thế giới của chính bản thân. Kỷ lục cũ của Pan Zhanli thiết lập tại giải vô địch thế giới diễn ra ở Doha vào tháng 2 năm 2024. Khi đó, kinh ngư 19 tuổi này đạt thành tích 46,80 giây. Pan Zhanli trở thành vận động viên đầu tiên phá kỷ lục thế giới ở môn bơi lội tại Olympic Paris 2024. Anh cũng là người châu Á đầu tiên giành huy chương vàng Olympic ở nội dung này sau 92 năm. Người gần nhất trước đó là Yasuji Miyazaki của Nhật Bản với chiến thắng ở Los Angeles năm 1932. Đáng chú ý, Pan Zhanli vốn đạt phong độ không tốt ở vòng sơ loại nội dung bơi tự do 100m nam.
Kỳ ngư này chỉ hơn nhóm bị loại đúng 0,02 giây. Đến bán kết, Mazali thể hiện tài năng khi về nhất với thành tích 47,21 giây. Trong trận chung kết, Mazali đứng ở làn thứ tư với thời gian phản ứng xuất phát là 0,62 giây. Anh dẫn đầu ngay từ 50m đầu tiên và không cho các đối thủ có cơ hội vượt lên. Kỳ ngư người Trung Quốc bỏ xa người về nhì Kai Chalmers đến hơn 1 giây. Chia sẻ sau chiến thắng, Mazali thừa nhận anh có phần lo lắng vì mất ngủ trước ngày thi đấu. Trước đó, kỳ ngư này phải đi lấy mẫu kiểm tra doping đến quá nửa đêm. Anh cho biết, sau nội dung bơi tiếp sức, mình phải kiểm tra doping đến 2 giờ 30 phút sáng. Anh ngủ không ngon và cảm thấy không khỏe khi đến nhà thi đấu hôm nay. Tuy nhiên, tất cả các cuộc kiểm tra không ảnh hưởng nhiều đến anh và không khó chịu chút nào. Đó là một phần của các quy tắc. Theo lịch thi đấu của Olympic Paris 2024, trong ngày thi đấu mùng 1 tháng 8, hai vận động viên Việt Nam là Lê Quốc Phong và Đỗ Thị Ánh Nguyệt sẽ bước vào tranh tài ở bộ môn bắn cung, nội dung cung 1 giây cá nhân. Tại vòng loại xếp hạng cá nhân cung 1 giây nam Olympic Paris 2024 diễn ra vào ngày 25 tháng 7, Lê Quốc Phong đạt 652 điểm sau 72 mũi tên, xếp hạng 47 trên 64. Kết quả này đưa Quốc Phong vào trận đấu loại trực tiếp vòng 1 trên 32 gặp cung thủ Ola Rudan, người Moldova vào lúc 22 giờ 1 phút ngày 1 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Đây được xem là thử thách lớn với cung thủ 24 tuổi của Việt Nam, bởi ở vòng phân hạng, Dan Olaru có thành tích tốt với 671 điểm đứng thứ 18. Dan Olaru là cung thủ kỳ cựu của Moldova. Tại Olympic London 2012, Dan Olaru đi vào lịch sử Moldova với tư cách vận động viên trẻ nhất tham dự một kỳ Olympic, 15 tuổi 266 ngày. Cung thủ sinh năm 1996 cũng có 3 lần cầm cờ cho đoàn thể thao Moldova tại Olympic và các năm 2012, 2020 và 2024. Theo điều lệ, tại vòng loại trực tiếp, các cung thủ thi đấu 5 set đấu chính thức, mỗi set 3 mũi tên, thời gian bắn mỗi mũi tên là 18 giây. Cung thủ thắng sau mỗi set sẽ nhận được 2 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm. Nếu hòa sau 5 set chính thức, hai cung thủ sẽ bắn một mũi tên vàng để phân thắng bại. Tuy nhiên, lịch thi đấu của Quốc Phong sẽ còn phải phụ thuộc vào yếu tố thời tiết. Những cơn mưa bất chợt tại Paris gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tổ chức thi đấu, đặc biệt là với những môn phải thi đấu ngoài trời như bắn cung. Trước đó, màn so tài của cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt tại nội dung cung 1 giây được ấn định vào 0 giờ 42 phút ngày 1 tháng 8 theo giờ Việt Nam đã phải rời lại vì lý do thời tiết theo quyết định của Ban tổ chức Olympic Paris 2024. Do mưa dông tại nơi thi đấu, Ban tổ chức Olympic Paris 2024 nhận thấy điều kiện ánh sáng không đủ nên đã hoãn cuộc thi đấu giữa Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Mobina Fala người Iran xuống khung 1 giờ 3 phút ngày 2 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Trong lần thứ hai góp mặt tại Olympic, Đỗ Thị Ánh Nguyệt cho thấy sự tiến bộ khi xếp thứ 37 với 648 điểm ở phần thi phân hạng. Trước đó, tại Olympic Tokyo 2020, Ánh Nguyệt xếp thứ 49 với số điểm 628 ở vòng phân hạng. Đối thủ của Ánh Nguyệt là Mobina Fala, tuy có lần đầu dự Olympic nhưng tại vòng phân hạng cũng có thành tích tốt. Cung thủ người Iran giành 652 điểm, xếp hạng 28 tại Olympic Paris 2024. Rạng sáng mùng 1 tháng 8, tay vợt Lê Đức Phát đã có trận đấu rất hay trước Pranoy Hasena trong trận quyết định vé vào vòng trong tại bảng K đơn nam môn cầu lông Olympic 2024. Trước trận đấu này, Lê Đức Phát hạng 70 thế giới và Pranoy Hasena, Ấn Độ hạng 13 thế giới đều có những chiến thắng chóng vánh khi gặp Fabian Roth, Đức hạng 82 thế giới. Với riêng Đức Phát, anh đã hoàn thành chỉ tiêu có trận thắng từ ban huấn luyện. Đối thủ của Phát ở trận quyết định vé vào vòng trong là Pranoy Hasena, một trong những ứng viên tranh chấp huy chương tại Olympic 2024. Ngoài ra, Pranoy từng giành huy chương bạc Olympic trẻ 2010, huy chương đồng thế giới 2023, huy chương bạc ASEAN 2022. Mở đầu trận đấu, Lê Đức Phát tự tin nhập cuộc với các nhịp cầu rất chắc tay. Pranoy cũng chứng tỏ được đẳng cấp với những pha phòng thủ kín kẽ. Hai tay vợt tranh chấp đến tỷ số 8-8 thì Đức Phát bắt đầu dẫn trước 11-9. Sau phút hội ý, Lê Đức Phát thi đấu đầy hưng phấn để dẫn trước 15-11. Ván đấu bắt đầu căng thẳng khi hai tay vợt so kè từng điểm số. Pranoy dường như có dấu hiệu tâm lý, như pha xử lý lúng túng trước phong độ cực cao của tay vợt Việt Nam. Đức Phát kết thúc ván đầu tiên với điểm số thắng 21-16. Đây là ván đấu hay nhất của Đức Phát ở trận đấu này. Thưa quý vị, bắn súng Việt Nam từng giành được 19 vé tham dự đấu trường Olympic, gồm cả vé trực tiếp và vé mời.
Trong đó, việc lần đầu tiên có một xạ thủ nữ Việt Nam giành quyền dự loạt bắn ở vòng chung kết và giữ vị trí thứ tư như trường hợp vừa qua của Trịnh Thu Vinh ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại Olympic Paris 2024 là điểm nhấn đáng chú ý. Năm 1980, thể thao Việt Nam lần đầu đến với đấu trường Olympic kể từ sau khi đất nước thống nhất. Năm đó, đội tuyển bắn súng góp mặt trong thành phần đoàn thể thao Việt Nam với 7 xạ thủ. Tuy nhiên, bối cảnh thế giới ở thời điểm đó có điểm đặc biệt và thể thao Việt Nam có điều kiện cử nhiều vận động viên tham dự Olympic, trong đó có các xạ thủ nữ. Tuy nhiên, tại Olympic 1980, không có xạ thủ nữ nào của Việt Nam giành quyền tham dự vòng thi chung kết ở nội dung thi đấu của mình. Tại các kỳ Olympic được tổ chức vào các năm 1988, 1992, 1996, 2000, bắn súng Việt Nam đều nhận được suất đặc cách và suất này đều được trao cho các xạ thủ nam. Cho đến năm 2012, bắn súng Việt Nam mới có một xạ thủ nữ giành vé dự Olympic London Anh, đó là Lê Thị Hoàng Ngọc. Đáng chú ý đó là tấm vé trực tiếp chứ không phải vé mời. Tại kỳ Olympic này, xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc không thể tạo nên bất ngờ khi dừng bước ở vòng loại. Và ở hai kỳ Olympic sau đó được tổ chức tại Rio, Brazil năm 2016 và Tokyo, Nhật Bản năm 2021, cũng không có xạ thủ nữ nào của Việt Nam góp mặt mà chỉ có các xạ thủ nam theo diện giành vé trực tiếp. Olympic 2016 và đặc cách Olympic 2020 tổ chức vào năm 2021. Những gì diễn ra trong hai kỳ Olympic đó được nhiều người biết đến, trong đó có việc xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành một huy chương vàng, một huy chương bạc ở Olympic 2016. Hoàng Xuân Vinh là xạ thủ Việt Nam đầu tiên giành quyền dự loạt bắn chung kết một nội dung thi đấu và đương nhiên cũng là xạ thủ Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng Olympic. Trong khi đó, các nữ xạ thủ Việt Nam vẫn miệt mài hướng đến mục tiêu giành quyền vào chung kết một nội dung thi đấu. Điều đó đã đến khi xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền cùng giành vé dự Olympic Paris 2024. Đây cũng là kỳ Olympic đầu tiên kể từ năm 1980, đội bắn súng Việt Nam không có xạ thủ nam. Trong những ngày thi đấu vừa qua tại Olympic Paris 2024, Trịnh Thu Vinh trở thành xạ thủ nữ đầu tiên của Việt Nam giành quyền dự thi vòng chung kết và dừng bước ở hạng tư chung cuộc ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Điều mà bắn súng nữ Việt Nam phải đợi 44 năm nữa mới thực hiện được. Tại Olympic Paris 2024, đội tuyển bắn súng Việt Nam còn một nội dung thi đấu là 25m súng ngắn thể thao vào ngày 2 tháng 8. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh sẽ thi đấu nội dung này. Chứng kiến màn trình diễn tự tin của Trịnh Thu Vinh ở nội dung 10m súng ngắn hơi vừa qua, giới chuyên gia tin rằng cô gái này có đủ động lực để bước vào thi đấu với phong độ cao. Theo huấn luyện viên Trần Quốc Cường của đội tuyển bắn súng Việt Nam, màn trình diễn của Trịnh Thu Vinh tại nội dung 10m súng ngắn hơi sẽ tiếp thêm sự tự tin cho cô gái này. Trường hợp Trịnh Thu Vinh còn là câu chuyện về đầu tư cho sân chơi Olympic. Ngay sau khi giành vé dự Olympic Paris 2024, Trịnh Thu Vinh đã được Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam và đơn vị chủ quản là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Công an Nhân dân tạo điều kiện tối đa để đi tập huấn, thi đấu dài ngày ở nước ngoài. Các chuyến tập huấn này đều diễn ra tại các quốc gia đang sở hữu nhiều xạ thủ hàng đầu thế giới, có vận động viên từng nhiều lần giành chức vô địch Olympic như Hàn Quốc, Hungary. Với quyết tâm đó, ngay cả lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Paris 2024, các thành viên đội tuyển bắn súng trong thành phần của đoàn cũng không thể có mặt do bận tập huấn tại Hungary, nơi có nhiều điểm tương đồng về điều kiện khí hậu, dinh dưỡng, múi giờ so với Pháp, nước đăng cai Olympic 2024. Sự chuẩn bị kỹ càng như vậy đi kèm khoản đầu tư tiền tỷ đã góp phần mang đến kết quả thi đấu khá ấn tượng của Trịnh Thu Vinh. Điều đó giúp thể thao Việt Nam nói chung và bắn súng Việt Nam nói riêng nhìn nhận rõ hơn về hướng đầu tư cho sân chơi Olympic trong thời gian tới. Không phải ngẫu nhiên khi trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Paris 2024, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt từng nhiều lần khẳng định rằng đấu trường Olympic thực sự khốc liệt, không có chỗ cho may rủi. Với điều kiện của mình, thể thao Việt Nam phải thực sự đầu tư có trọng điểm với nguồn kinh phí phong phú, đa dạng để hướng đến những cột mốc mới. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.